Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Twice cực mạnh, đang hóng Lisa debut thì lại có Hin Jisoo ra nhạc solo, còn kết hợp với nhà sản xuất của BTS. Rose Blackpink tung ảnh hậu trường MV On The Ground mừng 200 triệu view, giờ đây mới tiết lộ cảnh quay đáng sợ nhất. Nhạc BTS Blackpink bị cấm tại các phòng gym ở Seoul, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Bùng nổ loạt hin BTS góp giọng cùng Coldplay, Big Hit phản hồi lấp lửng, netizen phấn khích vì nghe ra giọng của Jungkook. Và sau đây là nội dung chi tiết. Twice cực mạnh, đang hóng Lisa debut thì lại có Hin Jisoo ra nhạc solo, còn kết hợp với nhà sản xuất của BTS. Trong khi fan của Blackpink đang toàn tâm toàn ý hướng về màn debut solo của Lisa, thì vào tối ngày 15 tháng 7, một cú twist đảo hướng thiên hạ đã diễn ra. Cụ thể, một producer đình đám của Big Hit là Lin 27 Club đã bất ngờ tung hin hợp tác cùng Jisoo cũng như The Black Label, công ty con của YG. Lin 27 Club là một nhạc sĩ kiêm producer từng làm việc với các nhóm nhạc như BTS, TXT. Việc anh chàng bất ngờ nhá hàng cho màn kết hợp đầy mới mẻ cùng Jisoo thực hiện khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Có hai giả thiết được người hâm mộ đặt ra sau màn thả thính này. Thứ nhất là Jisoo sẽ đánh úp màn debut solo. Sau màn debut solo của Jennie và Rose, Lisa cũng đang dục dịch xuất trận vào tháng 8 này. Chỉ có chị cả Jisoo là chưa có động tĩnh gì cho việc debut với vai trò ca sĩ solo. Giả thiết thứ hai, sản phẩm này chính là nhạc phim của Snowdrop mà Jisoo tham gia đóng chính. Dự đoán này có vẻ hợp lý hơn ở thời điểm hiện tại khi mà bộ phim cũng sắp được trình làng. Với Blackpink thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, fan lại thêm phần mệt tim sau chuỗi ngày hóng Lisa debut. Không biết chị cả của Blackpink đang có âm mưu gì dành tặng cho fan đây. Chính xác thì vẫn nên đợi thánh spoil Jisoo trổ nghề. Rose tung ảnh hậu trường MV On The Ground mừng 200 triệu view, giờ đây mới tiết lộ cảnh quay đáng sợ nhất. Mới đây, MV On The Ground của Rose đã cán mốc 200 triệu view sau hơn 4 tháng lên sóng. Main vocal của Blackpink là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt lượt xem này với sản phẩm phát hành năm 2021. Cô nàng cảm ơn fan bằng một bài đăng dài trên Instagram, kèm theo đó là loạt video hậu trường chưa từng công bố. Hậu trường MV On The Ground mà Rose đăng tải gồm cảnh cô chạy qua biển pháo hoa, khoe nhan sắc xinh đẹp trước rạp hát và chiếc xe hơi đạo cụ bị đốt cháy rừng rực. Đặc biệt đến giờ Rose mới bật mí rằng phân đoạn chạy qua dàn pháo hoa bùng cháy là một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất nhưng cũng phấn khích nhất cuộc đời mình. Rose viết: "Vài ngày trước, MV On The Ground đã đạt 200 triệu view, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình muốn tìm mọi cảnh hậu trường thú vị trong điện thoại, nên mình xin lỗi vì phải mất một thời gian mới đăng lên. Chạy qua pháo hoa là một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất nhưng phấn khích nhất cuộc đời mình, nhưng mình rất vui với kết quả của cảnh quay này. Đây là một trong những cảnh quay mình thích nhất ở video. Khi quay MV On The Ground, trời rất lạnh nhưng cực kỳ thú vị. Và cũng có rất nhiều niềm vui, mình cảm thấy ấm lòng khi biết nhiều người đã tận hưởng nó. Cảm ơn các bạn vì luôn kiên nhẫn và ủng hộ những việc mình thích làm. Mình mãi mãi biết ơn vì có các bạn là những người bạn luôn trung thành của mình. Đúng đó, mình đang nói với tất cả Blink đó." Khi MV On The Ground mới ra lò, Rose chạy trong đêm tối, xung quanh là pháo hoa rực sáng và gây ấn tượng rất mạnh. Thậm chí nhiều người thót tim vì pháo hoa cháy rất gần cô. Thành viên Blackpink có thể bị thương nếu không cẩn thận. Những phân đoạn nữ idol tiết lộ càng cho thấy mức độ hoành tráng của MV, sự chịu chi của YG và tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của Rose khi mà không sử dụng kỹ xảo, các cảnh quay được dựng thủ công để tạo nên sự chân thật. Nhạc BTS Blackpink bị cấm phát tại các phòng gym ở Seoul, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Bỗng nhiên ngày hôm 15 tháng 7, chính phủ Hàn Quốc bất ngờ ra quy định cấm phát sóng hàng loạt bài hát nổi tiếng của BTS Blackpink EXO tại các phòng tập gym trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bạn có bất ngờ không? Bởi vì những ca khúc sôi động vốn luôn được phát sóng trong các phòng gym để tăng mood tập luyện, nên việc cấm phát sóng những bài hát như Permission to Dance của BTS hay là How You Like That của Blackpink nghe có vẻ là quá vô lý. Tuy nhiên, sau khi nghe chính phủ giải thích mới thấy lệnh cấm này cũng rất hợp tình hợp lý. Theo đó thì dạo gần đây, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một làn sóng các ca lây nhiễm COVID ngày càng nặng nề hơn nhiều so với trước đây. Chính vì vậy mà chính phủ nước này đang thực hiện các biện pháp mới để hạn chế sự lây lan, đặc biệt là tại thủ đô Seoul, nơi đang có tốc độ lây nhiễm tăng mạnh.
bên cạnh các quy định tiêu chuẩn như giãn cách xã hội hay hạn chế đi lại, Hàn Quốc vừa thêm vào đó một luật mới có liên quan đến cả âm nhạc. Theo đó, các phòng gym tại Seoul sẽ không được phát các bài hát có nhịp điệu nhanh hơn 120 nhịp trên phút, dù là mở nhạc nền hay mở nhạc nhằm mục đích tập luyện thể dục nhịp điệu. Một số bài hát điển hình sẽ bị cấm có thể kể đến là Gangnam Style của Psy, How You Do That của Blackpink, Permission to Dance của BTS, Obsession của EXO, v.v. Lý do lệnh cấm này là bởi các quan chức y tế Hàn Quốc cho rằng việc mở nhạc quá sôi động và thực hiện các bài tập quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh sẽ khiến người tập tăng nhịp thở gấp, thậm chí có thể văng mồ hôi dính vào người khác trong quá trình tập luyện. Điều này được cho là sẽ khiến virus lây lan rộng hơn. Ngoài ra, một số quy định khác cũng được đề ra ở các phòng gym như là máy chạy bộ phải có vận động tối đa dưới 6 km/h, không sử dụng nhà tắm ở phòng gym, mỗi ván chơi bóng bàn chỉ được chơi 2 người. Bùng nổ loạt hit BTS được Coldplay mời hợp tác, Big Hit phản hồi lấp lửng, netizen phấn khích vì nghe ra giọng Jungkook. Ngày 15 tháng 7, trên khắp các diễn đàn mạng bùng nổ tin tức Coldplay đã feat với BTS trong một ca khúc chưa được phát hành. Theo đó, ca khúc này được cho là có tiêu đề My Universe, sẽ nằm trong album sắp phát hành của Coldplay. Một chiếc hint khác cũng xuất hiện từ trang lyric nhạc Mass Lyric. Trang này đã đăng tải lyric của bài hát My Universe với dòng chữ Fit BTS và phần lyric cũng có một đoạn bằng tiếng Hàn. Ngoài ra, có những đoạn âm thanh được cho là từ bài hát My Universe đã bị leak trên mạng. Theo đó, người nghe có thể nhận ra chất giọng của Chris Martin, thành viên của Coldplay và Jungkook của BTS. Và cũng đúng như lời đồn đoán, bát hát được cho là do Jungkook thể hiện cũng là tiếng Hàn. Trong cùng ngày, Big Hit Music đã đưa ra phản hồi với giới truyền thông về tin đồn Coldplay hợp tác với BTS. Rất khó để chúng tôi có thể xác nhận nội dung đã được đề cập. Ngoài ra, phía Warner Music Korea, đại diện phân phối nhạc Coldplay tại Hàn, cũng có phản hồi tương tự như Big Hit. Được biết trước nay, BTS và Coldplay chưa từng có dự án hợp tác nào. Tuy nhiên, sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác này xuất phát từ việc BTS đã cover lại ca khúc Fix You của Coldplay trong một show lên sóng hồi tháng 2 năm 2021. Khi đó, Coldplay đã chia sẻ màn cover này trên các trang mạng xã hội chính thức của họ và gửi kèm một lời khen ngợi bằng tiếng Hàn. Thật sự rất đẹp. Thêm vào đó thì trong một cuộc phỏng vấn với Popcrush mới đây, giọng ca chính của Coldplay là Chris Martin từng chia sẻ về khả năng hợp tác cùng BTS. Anh cho biết, khi nhắc tới BTS, tôi không muốn thể hiện điều gì khác ngoài tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhóm. Cả 7 chàng trai đều rất ngầu, họ đại diện cho những điều tốt đẹp và hát về những điều tuyệt vời. Ngoài ra, Chris Martin còn có chia sẻ khiến fan càng tin rằng BTS đã được hát tiếng Hàn trong màn hợp tác lần này. Anh cho biết, có một thực tế rằng BTS rất nổi tiếng kể cả khi chỉ hát bằng tiếng Hàn Quốc. Họ không cần phải lúc nào cũng hát bằng tiếng Anh. Tôi rất yêu quý họ và vì vậy, nếu như có bài hát phù hợp để chúng tôi hợp tác, tôi sẽ không bao giờ nói không. Bạn có trông chờ vào màn hợp tác giữa Coldplay và BTS không? Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.